Như vậy là giá một hộp sơn 1 kg như này chỉ có vài chục nghìn thôi. Ô, em đang làm gì đấy? À, em đang xếp sơn để quay video gửi cho khách anh ạ. À, đây là hãng sơn chậu mới đây đúng không em? Vâng, đúng rồi anh ơi. Hãng này thì có nhiều màu không? À, như anh thấy thì hãng này là có rất nhiều màu anh nhé. À, đây như cái màu này là màu xanh đá đậm mã BLB0017. À, xanh đá đậm này. Đây là màu đỏ tươi mã R11. Ôi, nhiều màu này cơ. Thế hãng này là có keo bóng nước không ạ? Dạ, riêng hãng này thì vừa có keo bóng nước mà vừa có keo bóng 2K anh nhé. À, đây hình như đây là hộp keo bóng nước không? Vâng, đây ạ. Ngoài chất lượng nhỉ. Nhìn bao bì rất là đẹp. Bây giờ anh quan tâm nhất ấy, là giá sơn của cái hãng này là có tốt không em? Giá của hãng sơn này thì là tốt nhất thị trường luôn anh ạ. Như cái hộp sơn này 1 cân này thì chỉ có vài chục nghìn thôi anh ạ. À, 1 kg một hộp đẹp này mà chỉ có vài chục nghìn thôi. Như vậy là giá một hộp sơn 1 kg như này chỉ có vài chục nghìn thôi. Anh em nào đang làm chậu nha, quan tâm đến sơn thì ngay bây giờ có thể liên hệ với em gái theo số điện thoại được ghi trên màn hình.